Trọng Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một cái chương trình mới của đài của chúng ta, đó là chương trình giới thiệu các doanh nghiệp và các dịch vụ tại Arizona. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi được có sự có mặt của cô chủ trẻ, đó là cô Dân Trà. Chào Dân Trà đến với chương trình. Hai anh Trọng Phúc và hai khán giả trên đài Việt News TV. Và thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng Dân Trà là một người được rất là nhiều người biết đến trên mạng xã hội, cũng như quý vị gặp gỡ rất là nhiều các chương trình, đi đâu cũng gặp hết. Thì tuy nhiên thì quý vị không biết Dân Trà, với những cái business mà giúp đỡ cho đồng hương của chúng ta, thì ngày hôm nay Trọng Phúc xin được mời Dân Trà có thể chia sẻ đôi nét về cái business của mình. Thì em là Dân Trà, hiện tại là em cũng là chủ một tiệm nail ở Arizona, tiệm cũng nhỏ thôi. And then cái nghề tay trái của em á, em làm thêm là về bảo hiểm nhân thọ, về invest cho business, hay là về những kế hoạch đầu tư cho con mình hay là cháu mình học đại học hay này nọ đó. Thì cái công việc của em nhiều khi cũng bận rộn lắm đó, cho nên nhưng mà em cũng dành nhiều thời gian để cho đừng cái là làm nail nó busy, ai cũng biết rồi. Nhưng mà làm thêm bảo hiểm thì mình đừng cái mình làm anytime, everywhere, nhiều khi lái xe người dừng lại cũng có thể làm việc được nữa. Rồi hả, rồi xong rồi nhiều khi về nhà cũng có thể làm việc được, cho nên em cảm thấy rất là comfortable, flexible, muốn làm lúc nào làm. Trước khi mình đi vô cái chi tiết về cái công việc của em, thì cái tên Dân Trà thì tên đó là tên thật của mình hay là cái nickname hay là một nghe cái tên rất là sang quý vị ơi. Thì tên thiệt của em là tên Dân thôi. Họ thì họ Trà. Thành ra lý do là họ Trà. Họ Trà anh không nghe thường xuyên ha. Dạ, nó cũng lạ đó. Nó lạ, nó đọc và lạ đó. Cái vậy đó. Đó là dễ nhớ quý vị ha. Dạ, thường thường thì nhiều người không biết á, thì người ta hay gọi tên em là Trà, mà thật sự tên thiệt của em là tên Dân. Tên Dân. Dạ. Thành ra cái nên ở Mỹ nó đổi ngược lại, họ thành họ đi sau, thành ra nó lý do thành Dân Trà. Mà ở đây thì ai mà họ Trà là bà con dòng họ với em hết á. Tại họ lạ quá. Thật lạ quá mà cũng là những người đặc biệt không à. Và như vậy thì chúng ta qua cái phần mà cái công việc của em, như vậy thì cái nghề chính của mình vẫn là chủ tiệm nail, và cái nghề tay trái của mình là giúp đỡ mọi người trong việc bảo hiểm nhân thọ. Thì em có thể chia sẻ sơ một tí về những cái công việc này. Thì hồi trước này á, là em vào công việc này chắc cũng khoảng là hơn 3 năm rồi. Đó, thì đầu tiên mình làm chỉ là part time thôi. Mình vẫn focus cho cái tiệm nail của mình. Nhưng mà sau khi mình làm, mình help được nhiều người á, là lúc mà họ cần đến mình, mình cảm thấy mình giống như là một angel vậy đó. một cứu tinh là khi mà họ cần đến mình, cái tự nhiên mình cảm thấy rất là vui. Rồi sau đó em mới phát triển thêm, em làm thêm và em focus nhiều về cái bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn. Tiệm nail thì mình làm không có mình cũng được. Đúng rồi. Với lại bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Quý vị có thấy cái lớn tuổi không? Mà giờ làm ngồi là mỏi tay mỏi chân, hồi xưa cũng dỗ dữ lắm. Sau rồi bây giờ thấy là mình đầu tư về cái tư duy thì nó sẽ đỡ cực hơn về cái tay chân cho mình. Như vậy thì còn khi mà nó gọi là bảo hiểm nhân thọ, thì thường thường khi người Việt chúng ta nghe nói bảo hiểm nhân thọ là những người mà lớn tuổi, ví dụ là về hưu rồi đó, bắt đầu đi mua bảo hiểm. Bởi vì dành cho những người nhân thọ thì mang tính chất giống như là dành cho cái người mà chuẩn bị mà gần đất xa trời đó. Tuy nhiên thì cái tuổi nào là cái tuổi mà mọi người có thể nên mua bảo hiểm nhân thọ? Thì theo em á nha, thì em nghĩ rằng là tuổi nào cũng có thể mua bảo hiểm nhân thọ được. Có những cái có những người ta nghĩ rằng là mua bảo hiểm nhân thọ để mà pass away, để mà người thân có thể là có tiền để dành dụm khi mình pass away. Nhưng mà đối với em
những đứa trẻ hay là những người lớn hay những người mà trụ cột gia đình thì nên có bảo hiểm nhân thọ. Vì bây giờ bảo hiểm nhân thọ của mình là nó không giống như hồi xưa nữa. Nó không phải là mất đi rồi người thân mới có tiền. Dạ, bây giờ là nó có luôn những cái tiền giống như là tiền cash value để mà mình rút ra bất cứ khi nào mà mình muốn. Dạ. And then nó có thể cover cho mình được nhiều cái loại bệnh nữa. Công ty của em là cover tới 19 loại bệnh lần á. Bây giờ những bệnh đặc biệt có phải không? Dạ, bây giờ thêm bệnh hiếm muộn và bệnh lãng trí nữa. Oh wow. Dạ. Hiếm muộn anh thấy thường thường hiếm muộn thì cũng đâu có. Phải không? Đó giống là cái đó là ở trong cái người đó rồi. Nó không phải là cái gì để mà điều trị. I know, mà cách đây là coi như 3 hay 4 tháng gì đó thì nó mới có thêm một cái rider mới. Thì công ty nó mới cover thêm hai cái loại bệnh đó nữa. Em rất là excited luôn mà khi bệnh hiếm muộn, bệnh lãng trí là đa số người già người nào, lớn tuổi nào cũng về sau về già cũng bị hết á. Cho nên em thấy là theo đối với em thôi, tại vì hồi trước đó em cũng đã từng có cái bảo hiểm gói nhân thọ cho gia đình của mình rồi. Thì sau khi mà em làm cái chương trình này, em học về cái này thì em hiểu rõ hơn. Thì em mới đi chia sẻ với mọi người đó, là bây giờ cái công ty của mình nó cover được cái bệnh này nữa nè. Như vậy thì cái muốn hỏi đó, ví dụ khán giả chúng ta cũng sẽ hỏi đó, là như vậy thì nó cover cái bệnh hiếm muộn và cover bệnh lãng trí thì nó cover như thế nào? Đó thì giống như là mình đi khám bác sĩ rồi những cái gì đó thì khi mà có giấy tờ của bác sĩ chứng nhận là anh bị bệnh đó mà trước khi anh mua bộ bảo hiểm nha, chứ không phải là sau khi nha. Sau khi là xong rồi. Là mình đi mua bảo hiểm nhưng mà mình vẫn chưa biết cái đó, chưa biết cho tới khi mà mình mua bảo hiểm xong rồi thì mình bị thì được cover. Yes. 80% trên cái tổng số tiền policy của mình. Vậy anh thấy là cái chuyện mà lãng trí thì gần giống như người lớn tuổi đa phần bị. Đúng rồi. Thành ra cứ mua đi, rồi tới khi mà lãng trí thì họ nhưng mà thì là họ sẽ chi. Nhưng mà cái lãng trí thì họ chi trả cho mình cái đi khám bác sĩ đâu này kia hay là sao? Thì thường thường là công ty của mình trả ra một cái lâm sâm. Thì theo bệnh, có những bệnh là đưa ra cái lâm sâm cho mình trong vòng 4 năm. Cũng có những bệnh là cho mình nhận theo một cái tháng. Theo tháng như là 4 theo là 50 tháng hoặc là 4 năm. Còn những cái bệnh như là bệnh eczema hay là bệnh hiếm muộn này nọ thì nó trả theo một cái check lớn luôn, lâm sâm luôn. Trả một lần luôn. Ồ như vậy thì quý vị cứ lấy đó đi dạy đi chơi miễn sao là nhớ đường đi về là ok. Dạ đúng rồi, tại vì có nhiều cái công ty thì nó hay nói là cover này nọ nhưng mà tới hồi đụng chuyện á thì nó không có cover cho mình. Thì nó chỉ trả cho những cái bệnh giống như là về những cái chi phí cho bảo hiểm mà thôi. Nhưng mà được cái công ty mình trả lâm sâm, không cần biết anh dùng tiền để làm gì. Đúng rồi. Anh có thể đi travel, anh có thể trị bệnh hay là anh vui, anh đi bác sĩ khác hay này whatever. Này cũng được hết. Nó cũng rất như vậy, nó rất là tiện, bởi vì như vậy quý vị, thật sự cái bệnh mà lãng trí mà điều trị thì thật sự rất là khó điều trị. Trên đa phần cứ dùng tiền đó mà xài để mà thoải mái cho những cái ngày tháng tuổi già của mình hết. Thì công ty nó cũng đang trên đường như là add cái rider đó vô. Nên cũng đang học hỏi thêm, em cũng đang học thêm chi tiết thêm về cái vấn đề đó, nhưng mà em biết được ra là nó cũng cast ra được cũng trên 80%. Wow, là rất là nhiều thưa quý vị. Và ngoài ra thì ngoài cái bảo hiểm nhân thọ thì công ty của mình cũng có cái phần mà được biết là có kế hoạch tiết kiệm cho các bạn trẻ của mình đi học đại học. Dạ đúng rồi. Thì khi mình đầu tư vô cái đó cho con cái mình lúc mà mới đẻ ra, vừa có social, vừa có cái khai sinh là em có thể là invest cho con mình được rồi, có thể để dành tiền cho con mình được rồi. Đó, thì mình khi mà mình con mình nó học đại học thì phải cần một cái số tiền, giống như là đa số là 25 hay 30 ngàn gì đó. Thì ngay từ bây giờ là anh chị có thể cầm phone lên gọi cho em để mà mua cho con mình một cái gói tiết kiệm cho con để dành sau này con nó học đại học. Có tiền để chi trả cho tiền xe cộ, mình có thể rút tiền ra cho con học đại học cũng được, và cũng có thể dùng tiền đó cho con mình mua xe hay là whatever, giống như là khi mà nó lớn mình cảm thấy nó good rồi, nó giỏi rồi, nó có nhiều khi nó học giỏi, nó có cái scholarship, mình không có cần phải cho nó tiền đó. Thì mình lấy tiền cho con nó mua nhà cũng được, đầu tư lâu dài cho con cái. Ví dụ mà giờ đầu tư cho con cũng good đi, nhưng mà ví dụ mình lớn lên nó không có good, mình cũng có thể dùng đầu tư cho mình được luôn. mày phải lo học giỏi, phải gọi là phải con ngoan nha, không là mình lấy tiền, mình được quyền lấy tiền ra cho mình mà, tại vì mình là người đóng tiền đó. Đúng rồi. Dạ thì khi mà nó đủ 18 tuổi, con cái đủ tuổi, đủ lông đủ cánh rồi đó, thì mình sang tên cho con. Còn không thì mình vẫn cất cho mình để
nếu mình đầu tư như vậy thì mình vẫn có thể lấy ra bất kỳ lúc nào cũng bất được. Bất cứ lúc nào. Ok. Thành ra quý vị nếu mà gặp những trường hợp đặc biệt thì thay vì cái tiền mình để dành lâu dài thì mình vẫn có thể sử dụng nó để giải quyết những vấn đề đặc biệt. Cho chi phí sinh hoạt này nọ đều được hết. Tại vì công ty nó trả ra một cái lâm sum, nó không có hỏi anh là phải là dùng tiền để làm cái gì. Và như Danh Trà có chia sẻ đó, là hãy gọi cho Danh Trà liền. Và cái số điện thoại là số nào để quý vị có thể gọi liền? Dạ, gọi em là 909-319-2066. Dạ vâng, và quý vị nhớ cái số điện thoại là 909-319-2066 để có thể liên lạc với Danh Trà và tìm hiểu thêm, bởi vì rất là nhiều cái lĩnh vực mà Danh Trà có thể giúp đỡ cho quý vị. Và ngoài ra thì cái phần mà bảo hiểm thì dành cho các con của mình á, thì còn có bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Thì cái bảo hiểm chăm sóc dài hạn là như thế nào? Kiểu giống như là mình khi mà mình mua bảo hiểm thì mình được có thể cover được tới là 120 tuổi lận. Thành ra quý vị cứ đáng sống nha. Khi mà càng về sau thì tiền của mình nó càng lên. Cái tiền mà để dành của mình nó càng lên. Và nó cover cho mình đầy đủ tất cả những cái quyền lợi sống của mình luôn. Giống như là cover cho hồi nãy em có nói là 19 loại bệnh đó. Đó là khi mình về già chắc chắn là nhiều khi cái mai của mình, cái mình sẽ quên lãng trí hay này nọ. Đó là những cái đó là gứa cho những người lớn tuổi đó. Và chúng ta thấy rất là nhiều loại bệnh, 19 loại bệnh thì chắc ung thư luôn này kia cũng có trong đó hết đầy đủ. Những cái mà chúng ta sợ nhất đó, thì chúng ta sẽ có. Thành ra ví dụ tai nạn thì chắc cũng có trong đó. Có nhiều công ty giống như là khi mà họ nói rằng là họ cover cho mình bị stroke, bị tai biến này nọ đó, bị heart attack. Nhưng mà khi mình đụng chuyện rồi á thì nó lại không cover. Nó bắt mình phải đóng thêm tiền cho cái rider đó. Đó thì công ty của em mình nó include đó luôn. Đúng khi rồi, mà in ra tờ giấy là em sẽ đưa cho mọi người, giải thích cho mọi người coi là gồm có những cái bệnh này, bệnh này. Và lúc đó phải ghi xuống nha. Ghi xuống để mà biết khi mà có chuyện á là phải kiếm em. Đó, em lúc nào cũng on phone 24/24 hết. Và có số điện thoại quý vị có thể gọi cho Danh Trà ra 909-319-2066. Gọi lúc nào cũng được, 12 giờ khuya, 1 giờ sáng cũng được. Danh Trà lúc nào cũng sẵn sàng. Nhưng mình nếu mà có trường hợp emergency thôi nha. Còn nếu mà không thì để cho Danh Trà ngủ cái đã. Làm việc hơi nhiều. Thì em có nhiều khách hàng cũng dễ thương đó. Rồi xong họ giới thiệu cho em những người khác nữa. Thì cái sự uy tín giống như là nhờ những người biết rồi. Người ta biết mình hép họ như thế nào, nhiệt tình như thế nào, và sau đó họ giới thiệu những người khác nữa. Đó, nhờ như vậy mà em có nhiều khách hàng hơn. Trên cái công việc của như quý vị thấy là những cái doanh nghiệp, những cái dịch vụ tại Arizona chúng ta không phải là cái dịch vụ tốt không, mà cái service tốt service nữa. Là cái người đó họ có gần gũi, thân thiện, họ song sáo, họ giúp đỡ cho mình tận tình. Thì cái đó là cái chúng ta cần, bởi vì thật sự nhiều khi trong cái hồ sơ nó có, nhưng mà người đó làm miếng không làm thì nhiều khi làm xong xuôi hết rồi gọi em không thấy. Em đâu rồi? Thật sự là có nhiều người như vậy. Em vẫn hép luôn. Giống như những chỗ khác nên là cần cái chuyện gì á, giờ không biết cái này gọi lên sao, tao không kiếm agent của tao không được, giờ làm sao hép tao này kia nọ. Em vẫn hép chị đó. Mà chị đó sau đó em hết không có được lợi gì hết. Nhưng mà mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, vân vân. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ bảy và chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Chị đó đựng cái trời, cảm ơn em quá. Em giống như là angel nãy em nói đó, như là một thiên thần giúp chị này nọ. Tầm như lúc được mà con nhặt đó phải không? Tại vì cái chị đó rất là dễ thương mà mình hép xong rồi mình giống như chị có tiền, chị để dành tiền. And then sau đó chồng của her khát tiền ra. And then hai người ly dị. Ly dị xong rồi, bây giờ chị ly dị rồi mà còn lấy tiền của her nữa mà chị không hề biết. Thì em mới nói thôi bỏ cái đó đi. Bây giờ mua cái mới, làm lại từ đầu, mình làm lại hết, coi như clear hết. Thì chị nói chị mua không có được, chị bị cancer.
Thành ra bây giờ mình phải phải dùng cái cũ, bởi vì nếu mua mới thì nó khỏi không lại không phải trả đó. Tiền phí khi mà ổng lấy tiền ra, bây giờ nó trả tiền nợ cho ổng nữa. Đúng rồi. Mà ly dị rồi vẫn phải trả tiền nợ. Bây giờ chị muốn duy trì cái policy đó để cho con cái sau này, tại vì chị biết chắc là CD rồi. Chị bị cancer mà mình nghe xong tự nhiên cảm giác mình với người khách hàng như là một người bạn với nhau mà chia sẻ mình một câu chuyện. Dạ, rồi mình thấy hơi khóc, mình cũng nói mình hét nhiệt tình luôn mà chẳng được cái gì hết. Đó, em mà em cảm thấy em rất là vui. Em làm công việc cái này. Cái niềm vui của mình là giúp đỡ người khác đó. Em giúp được everywhere. Giống như bạn em ở Cali em cũng có thể hét được. Ở 50 tiểu bang. 50 tiểu bang. Dạ, 50 tiểu bang. Cho nên quý vị mà đang xem chương trình mà khán giả chúng ta ở các nơi, thì ở các tiểu bang thì nếu mà cần có sự giúp đỡ thì quý vị cũng vẫn có thể gọi, và cái số điện thoại của Danh Trà như chúng ta được chia sẻ nó có trên màn hình đó là 909 319 2066. Và được biết thì ngoài ra thì còn có giúp đỡ cái phần investment cho các business nữa. Thì cái đó là như thế nào? Dạ, giống như là thí dụ bây giờ những cái business người ta làm năm nay là khai thuế cao quá, đó thì mình có thể dùng một cái số tiền nhỏ trong cái phần đó để mình đi đầu tư. Thay vì đầu tư vô stock, mình đầu tư vô cái 401k hay là mình đầu tư vô cái thằng Roth IRA gì đó. Cái đó thì sau 59 tuổi rưỡi anh mới lấy ra được. Mới lấy được. Dạ, còn nếu anh lấy trước thì anh phải bị phạt, đúng không? Thì cái thằng này là cái thằng mới, nó gọi là annuity. Thì khi mà bạn invest vô đó, thì quý cô chú anh chị em thì thấy là khi mình invest thì nhiều khi mình có rủi ro, như là thị trường nó xuống nữa, mất tiền. Dạ. Cái này được cái là nó protect cho mình khi mà mình bị thị trường có xuống là mình không bị mất tiền. Đó. Và khi nó lên thì mình lên cái khác của mình được lên tới 15% lần. Tức là mình đầu tư mình không bị mất á. Nghĩa là gần giống như là đảm bảo cho mình đảm bảo không không có bị mất mát, không bị mất cánh tay. Đúng rồi. Chứ bởi vì chúng ta đầu tư mua bán bất động sản, là mua bán stock này, thì những cái đó đôi khi nó gặp lên xuống bất chợt thì chúng ta gần giống như là trắng tay. Tuy nhiên cái invest này thì được bảo vệ, thành ra quý vị là sẽ có cái lúc nào một là lời ít, hai là lời nhiều. Dạ, chứ không bị mất tiền. Và như vậy thì cái này thì cái người invest này họ có phải là những người chủ các doanh nghiệp hay là những người bình thường vẫn có thể đầu tư được? Tất cả ai cũng đều có thể invest được. Mà nhưng mà cái invest này thì nó chỉ cho, em thấy đa số là cho business nhiều, tại vì người ta muốn bỏ một cái lâm xâm tiền của người ta vô nhiều, bởi vì họ phải khai thuế lớn nếu mà họ thì đang làm. Đúng rồi, cho nên để một phần tiền đó để dành sau này thì cũng phải khai thuế thôi, nhưng mà at least tiền của mình để dành vẫn có grow up, vẫn lên tiền. Đúng rồi. Còn đỡ hơn là mình cứ để trong nhà băng, mình phải khai thuế lúc đó mà nó cũng không có grow. Đúng rồi. Phải không? Mà không như vậy, quý vị thấy là trong cái thời điểm này nhiều quý vị đang còn trẻ còn khỏe, làm việc hăng hái, tiền vô ào ào, thành ra là tiền thuế nó đóng mạnh hơn. Bởi vì quý vị tiền càng nhiều thì cái mức thuế nó sẽ cao hơn. Không phải là tiền nhiều đóng đi đóng nhiều là đúng rồi, nhưng mà cái mức thuế đó thì nó sẽ theo cái số lượng tiền income của quý vị thì nó sẽ chọt thuế cao hơn. Cho nên người nào mà income lớn thì cái tiền percent, là cái phần trăm đóng thuế nó cao hơn. Quý vị nên nhớ một cái chuyện đó, nó không phải là, dĩ nhiên thì ví dụ là nếu đóng cái phần trăm nó giống nhau đó thì income nhiều đóng nhiều là cái chuyện bình thường, nhưng mà không phải, người mà income nhiều thì cái percent đóng đó, là phần trăm của cái tiền đó đóng cao hơn nữa. Trên đó lý do một số quý vị cái dành cho business đó, là quý vị có thể dùng một số tiền của mình trong cái phần income đó mình mua trong cái investment, thì cái investment này cái tiền đó lại được khấu trừ. Phải không? Tại đó mình sẽ không có tính cái tiền đó trong cái phần mà khai thuế trong cái năm đó. Mà quý vị sẽ dùng cái tiền đó để mà khai thuế khi chúng ta lớn tuổi. Thì lúc như vậy, khi mà lớn tuổi hay là lúc mà chúng ta muốn lấy tiền, là lúc đó chúng ta còn giống như là không còn đi làm nữa. Thì cái income của mình nó rất là thấp, hoặc là nó không có nhiều như là bây giờ. Thì lúc bây giờ chuyện đóng thuế của mình nó lại không bao nhiêu. Thành ra quý vị có thể lợi được hai bên. Để dành tiền, được cái tiền đó được lợi nữa. Chính em cũng đang làm cái đó, tại em có business mà. Để dành để sau này đi chơi thoải mái hơn, phải không? Là một cách mà mình giống như là mình khi mình retire, để mà mình đầu tư khi mình về già thôi. Tại nhiều khi mình về già mình nghĩ rằng là tôi về già tôi khỏe, có tiền nhà nước lo này nọ, nhưng mà nó hết tiền. Anh em mới vừa rồi nói là tới hình như 2033 là không còn tiền hưu nữa. Đó, lúc bây giờ quý vị làm gì nếu mà không có còn tiền hưu nữa? Mà cuộc sống nó cứ bị lạm phát,
Thấy không, xăng bây giờ nó cứ lên, cái gì nó cũng vật chất nó cũng lên, mà thuế nó cũng lên nữa, mà mình không biết đầu tư mà suy nghĩ để mà lo cho sau này thì sau này về già cũng hơi cực chút xíu. Nhiều khi con cháu thương thì không nói, mà nhiều khi mình về già mà không có tiền cũng là một vấn đề. Đúng rồi, không? Đi ra đi vô này kia, đi chơi này kia khó đi. Khó. Mà ở nhà đi ra đi vô không nó cũng buồn. Dạ. Và vui vui nó bỏ vô nó xin hôm. Nhờ xa con cháu, mà giờ mình có tiền mình khỏe nè, mình đi chơi nè, xong rồi hôm nay về nhà người này ở, hôm nay vui ghé thăm cháu mình. Đó, mua quà mua này kia cho con cháu nó vui được phải không? Cũng thoải mái hơn để mà mình, thì em cũng đang là người invest cho em luôn. Em học về cái này nên em hả cũng khai apply tới apply invest in retire để sau này em trong vòng 10 năm là em có thể retire. Bây giờ em tự tin nói với mọi người em retire 10 năm nữa đó. Yes. Là có cái plan đầy đủ hết có rồi. Có plan của em rồi đó. Và thật sự như Danh Trà có chia sẻ đó, thì quý vị thấy đó là nếu mà quý vị mình chuẩn bị cho cái tương lai của mình thì chúng ta sẽ không có cảm giác giống như là căng thẳng khi nếu bất kỳ chuyện gì xảy ra. Mình đã có giống như là nó đã ổn định cho mình hơn. Giống như vậy đi. Ví dụ bây giờ anh ra ngoài anh mua cái điện thoại thì anh cũng phải mua cái bảo hiểm cho cái điện thoại của anh. Đúng rồi. Even một cái phone nhỏ thôi anh cũng phải mua cho cái điện thoại. Anh đâu có biết chuyện gì xảy ra đối với cái phone hay là đối với mình. Right. Cái xe cũng vẫn vậy. Cái xe cũng vậy. Mình cứ giống như là mình đem tiền bỏ đi, nhưng mà cái này tiền của mình giữ đó, mình được grow up nữa, mình được có tiền lời nữa, mà mình được để dành cho sau này mình về già mà được bảo toàn cho mình khi bệnh nè, và khi mình tử nè, đó lại có tiền nữa, tại sao lại không, đúng không? Đúng rồi. Mà cái sức khỏe của mình nữa. Đấy. Và cái đó là cái mà chúng ta có thể nó gọi là cheating, nhưng mà nó có đúng bài bản, nghĩa là mình không phải đóng thuế nhiều. Dạ. Mình có cách để mình sử dụng đồng tiền của mình mà nó bớt cái phần đóng thuế mà chúng ta có thể sử dụng sau này, nó vừa phát triển cái đồng tiền của mình ra mà mình lại sau này mình có tiền trong khi mình sử dụng mà đó lại mình không đóng thuế bây giờ. Thì, khôn ngoan đó. Dạ, tại làm sao em hay nói với khách của em là phải biết dùng tiền như thế nào và lấy tiền như thế nào một cách thông minh để mà mình có một đồng tiền nó không bị mất đi. Đúng rồi, còn không biết là cứ đóng tiền đóng thuế đóng sạc nghiệp luôn. Khác nhau ở chỗ đó đó. Đúng rồi, mình phải biết. Dạ vâng, sống trên đời đó thì mình biết cách nào mà sử dụng cho đúng cách. Và cũng như vậy thì trong cái công việc của mình thì em có cái giống như là những người mà recruit họ để mà họ cùng tham gia với tương mình. Tương lai hả? Thì giống như là em cũng đang mở rộng cái thị trường ở Arizona. Thì em cần thêm những cái partner. Những partner để help em, tại vì em quá nhiều việc. Đúng rồi. Nếu họ có thể giúp mình nữa. Dạ, tiệm nail nè, rồi em có hai cháu nữa. Nó cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Rồi đủ thứ chuyện hết ở nhà, nhiều khi mình về nhà mình ngã lưng lên là coi như 11 12 giờ đêm rồi. Cho nên em rất cần thêm những bạn như là làm việc chung với em để mà em chia sẻ công việc, em có thể dùng time của em để mà training, cố gắng để mà giúp bạn có thể retire trong vòng 3 năm cũng được. Nếu như mà muốn mà làm việc với mình thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ. Đó, thì cái điều kiện mà để mà họ tham gia tức là mấy anh cô chú này là không giới hạn tuổi nha. Nhưng mà phải ít nhất là 18 tuổi trở lên mới làm được. Còn dưới 18 tuổi là lo học đi. Dạ, dưới 18 tuổi lo học đi. Còn có tại vì trong công ty của em người lớn cái hôm cái cô em đi event đó em gặp mấy cô đó là coi như là 75 tuổi đó. Dạ, vẫn còn hăng hái. Tại sao? Tại vì đi chia sẻ những câu chuyện thật của họ về gia đình của họ, cho nên si đứng lên cái event si nói rất là tự tin. Và em cảm thấy vừa vui vừa thoải mái phải không? Mình được đi nhiều nơi nè, công việc này là được đi nhiều nơi nè, mà làm được nếu mà mình hit được cái promotion á thì công ty sẽ cho mình qualify cho mình đi chơi and then cộng thêm một người free nữa nha. Đi có bạn đó. Yeah. Yes, phải đi với có bạn mới vui chứ đi một mình làm sao vui. Đúng rồi. Và công ty trả lương mình mỗi thứ ba hàng tuần. Và làm việc được cái là mình có thể làm được everywhere. Giống như em hôm bữa em có post trên Facebook đó, em đang lái xe, bạn em lái xe, em ngồi bên đây em cũng chạy cái giá cho khách em cũng được luôn. Làm hết người ta FaceTime, mình có thể làm tại nhà. Nó cái công việc này em cảm thấy giống như nó hợp cho những người
là mẹ sôi động, sữa hay là những người soi động, nó hợp với everyone. Đúng rồi, mình cũng là mình không có bắt buộc phải là vào trong một cái office phải ngồi. Đúng. Có những người thì đúng, thật sự có những người họ phải ngồi một mình của họ thôi, cho họ không có đi giao tiếp ra ngoài, hoặc là họ chỉ là cái máy thôi. Dạ. Nhưng mà những người nào mà cảm giác là mình ngồi trên máy không quen thì có thể đi làm chỗ nào cũng được, và có là đi giao tiếp on phone hay là bất kỳ nơi nào, ở nhà vừa cho con bú mình có thể làm đúng việc được. Đúng rồi. Mà được cái công ty của mình có office nha. Office ở 50 tiểu bang luôn nha. Hiện tại là ở Phoenix này cũng có, ở trên Downtown Phoenix cũng có. Đó. Nhưng mà cái office thì khi mình làm đó mình vẫn có thể tới office mình làm office được. Office để mình học hỏi thêm. Được cái là mình em tuyển nhân viên đó thì em cũng không cần kinh nghiệm. Em sẽ làm giống như là người help hỗ trợ, và người khác sẽ là training từng người một, như là một trên một vậy đó. Nên không có lo lắng về cái vấn đề là bây giờ mình không biết gì hết. Bây giờ mình làm sao đây? Bắt đầu từ đâu đây? Đó, liên lạc với em. Và có số điện thoại là 909-319-2066. Và cái thời gian training là khoảng bao lâu? Thì bây giờ em hỏi anh nè, anh đi học nail, anh cũng phải học 3 tháng rồi. Thì tùy theo cái sự tiếp thu của mình. Có trong công ty là người trẻ nhất trong công ty của em là 19 tuổi đó. Là trong vòng 1 tháng mà Si có thể lên được làm CFT, tức là làm training. Làm training, training. Khác đó. Khi training rồi thì anh sẽ có nguồn income passive, như là nguồn income thụ động hơn nữa. Đó thì thay vì mình đi bán thì mình có một cái income làm trực tiếp rồi. Trực tiếp từ cái commission từ công ty rồi. Nhưng mà cái này khi mình làm người training mình có thể có thêm tiền, giống như là em hiện tại em cũng đang chuẩn bị lên là lên cái chiếc đó đó. Cho nên em mới tuyển thêm nhân viên là vậy. Thì em có thể training cho mọi người để mà làm công việc đó, nó thoải mái lắm. Hiện tại đa số em team của em là có nè, nurse cũng có, mẹ bỉm sữa ở nhà coi như là không có kinh nghiệm, không có cái gì hết, không biết cái gì hết, cầm cái laptop lên bán, đi bán. Cũng có ở tại nhà bán luôn. Rồi những em sinh viên, có em thì 23 tuổi, những du học sinh mới qua cũng làm được luôn. Trên cái công việc này thì dành cho tất cả mọi người, và ai cũng có thể làm được. Và trong khi đó thì chúng ta thấy rằng cái số điện thoại để liên lạc với Danh Trà là 909-319-2066. Dạ vâng. Và thưa quý vị, đó là một lần nữa chúng tôi rất là vui khi mà có mặt ở Danh Trà để chia sẻ những cái thông tin mà chúng ta cần biết về công việc của Danh Trà. Và quý vị nào đang có thời gian hoặc là thời gian gọi là part time thôi phải không? Nhiều khi mình có đang nuôi con trẻ ở nhà nhưng mà mình có thêm ít thời gian mà không biết làm gì, đi làm nail vẫn không làm được, đi làm hãng cũng không làm được, bởi vì mình phải lo pick up con cái. Bởi vì có con nhỏ thì chúng ta phải đi đưa con đi học, rồi tới đúng giờ phải đưa con rước con về nhà. Thành ra đi làm hãng xưởng hay làm bất kỳ điều nào thì nhiều khi họ không có flexible, không có sự thời gian lựa chọn cho mình. Thì cái công việc này cũng là cái công việc tốt cho mình. Và đừng quên hãy gọi cho Danh Trà. Còn nữa cảm ơn Danh Trà rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin của mình, cái business của mình, những cái dịch vụ của mình. Và ước ao rằng những quý vị nào đang ở trong cái nhu cầu thứ nhất là cần bảo hiểm nhân thọ cho mình, cho gia đình của mình, cần có một cái kế hoạch để tiết kiệm tiền cho con cái của mình, hoặc là chúng ta có cái cần cái bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho gia đình của mình, và hoặc là chúng ta muốn investment, chúng ta đang làm business và chúng ta có nhiều tiền và chúng ta không muốn đóng tiền tiền thuế cao trong thời điểm này, mà chúng ta muốn invest nó để sau này chúng ta về hưu chúng ta có một số tiền để chúng ta có thể thoải mái hơn, thì xin mời quý vị hãy liên lạc với Danh Trà để chúng ta biết thêm nhiều thông tin. Và chúc Danh Trà càng ngày càng vui vẻ, khỏe mạnh, về hưu vẫn đi làm nha. Em lúc nào cũng vui. Được mọi người làm vui. Thank you bạn khán giả của đài Vietnam TV, và thank you anh Trọng Phúc rất là nhiều cho em cơ hội đến đây để chia sẻ, take time để ngồi nè, nói chuyện nè, chia sẻ với em về cái business của em. Hai anh em mà ngồi nói chuyện chắc là nguyên ngày đó. Lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của Vietnam USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vô best từ năm 2007 tới nay,
với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pin champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát, hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời.